Minh Vương, cơ hội cho Ngọc Quang, sự khác biệt quá rõ ràng tới từ khả năng tận dụng cơ hội của Yap Minh Vương Hoàng Gia Lai. Một tình huống cố định có thể sẽ giải quyết nhiều điều. Quả tạt rất nguy hiểm. Pha dứt điểm rất nhanh là của Dũng Quang Nho. Khi mà ống kính máy quay còn đang lìa về hình ảnh của João Vedas, cầu thủ đã ghi bàn trong tình huống cố định ở trận gặp Đông Á Thanh Hóa, thì một gương mặt đầy bất ngờ khác đã có mặt để dứt điểm và tạo nên bàn thắng này, đó là Dũng Quang Nho. Không phải là một khởi đầu ấn tượng nhất được tạo ra từ Yap Minh Vương Hoàng Gia Lai, nhưng dưới thời của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thì những tình huống cố định luôn là nơi có thể tạo ra điểm nổ với Yap Minh Vương Hoàng Gia Lai. Một quả tạt đầy khó chịu tới từ Minh Vương, bóng rót ra cột xa và Dũng Quang Nho đã vượt qua sự truy cản của Võ Huy Toàn để có được một cú đá nối chạm một rất nhanh và đầy chính xác. Mất bóng nguy hiểm. Minh Vương, cơ hội cho Ngọc Quang, sự khác biệt quá rõ ràng tới từ khả năng tận dụng cơ hội của Yap Minh Vương Hoàng Gia Lai. Tỷ số bây giờ đã là 2-0. Minh Vương và Trương Ngọc Quang đã tìm thấy nhau trong một pha bóng mà Yap Minh Vương Hoàng Gia Lai cũng đã dàn xếp để tranh chấp giành bóng ở ngay bên phía phần sân đối phương một cách tương đối chủ động. Cú đá của Trương Ngọc Quang cũng là rất hiểm hóc. Đây là cú đá thứ hai của anh ở trong trận đấu này. Một đường chuyền chéo cho đá băng xuống tới từ Trương Ngọc Quang. Trạch Tý Mỹ Tể sút nhanh rất nguy hiểm. Foul! Thực sự là một kịch bản điên rồ trên sân Pleiku. Ngay lập tức là một lời đáp trả tới từ Trạch Tý Mỹ Tể trong ngày mà cầu thủ này trở lại sau án treo giò. Chỉ vài phút sau bàn thắng của Trương Ngọc Quang thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn rút ngắn tỷ số với một cú đá nửa nẩy cực kỳ đẳng cấp đến từ Trạch Tý Mỹ Tể. Bùi Tiến Dũng đã chạm tay được vào bóng nhưng như vậy là chưa đủ, khi mà lực đi của quả bóng là quá mạnh.